xin chào các bạn hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn đó là một cái mẫu sừng bò châu phi rất là đẹp nhé thì cái mẫu này của mình nó là mẫu sừng da trắng thì cái mẫu này của mình da nó vừa trắng xong rồi nó lại còn vừa vừa xoáy rất là đẹp đó thì các bạn những cái cặp sừng của mình này nó cũng màu nó cũng sẽ rất là tươi rất là sáng thế nên với những các cái mẫu cặp sừng sáng thì bao giờ bên mình cũng sẽ lựa chọn ưu tiên để lên những cái mẫu đầu da trắng thì các bạn cũng biết rằng nó là những cái mẫu sừng da trắng bao giờ nó cũng sẽ ít hơn rất là nhiều so với những cái mẫu dòng da vàng và dòng da nâu đó thì các bạn quan sát qua khi mà mình sẽ quay từ trên xuống dưới thì các bạn sẽ tương tượng là nó mình sẽ nhìn nó về từ phía trước sang sau khi mà các bạn treo nó lên đó đó thì là cái cái cặp sừng này của mình rất là đẹp và rất là nhọn này đây, cái độ cong của nó cũng khá là tương đối thì đây mình sẽ quay lại gần hơn để cho các bạn sẽ quan sát kỹ hơn về cái phần da cũng như phần mắt hay là phần tai của nó nhé đó thì da thì sẽ là da thật 100% luôn bên mình cũng đã xử lý thuộc các thứ xong hết rồi thì nó sẽ cũng không có mùi không có biết gì cả đây thì là các bạn quan sát gần thì các bạn cũng sẽ nhìn kỹ hơn và các bạn, các bạn sẽ quan sát nó rất là kỹ hơn từ phần sừng cho đến phần da nhé thì ngoài những mẫu đầu bò ra bên mình còn khá là nhiều mẫu khác thì các bạn cứ inbox trực tiếp giúp mình mình cũng sẽ tư vấn và giải đáp giúp các bạn